Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên, Tiến Dũng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh của Tiến Dũng. Tiến Dũng xin chân thành cảm ơn. Hôm nay, tôi làm một clip để nói về nhạc mạng và các vấn đề của nhạc mạng. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm cùng theo dõi. Như quý vị và các bạn đã biết, nhạc mạng là nhạc được lấy từ mạng Internet xuống thông qua các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng iPad hay các thiết bị như TV, Internet dùng để nghe nhạc và hát karaoke giải trí trong gia đình của chúng ta. Thì về nhạc mạng, để người ta đưa được một bài nhạc lên mạng Internet thì trước khi đưa lên họ phải nén tín hiệu lại. Với nhạc hình thì họ đã nén lại với định dạng MP4, tức là MP4. Và với nhạc tiếng thì họ đã nén lại với định dạng MP3, tức là MP3. Bởi vậy nên nó mới chạy mượt mà được ở trên các thiết bị như máy tính, TV hay điện thoại. Như vậy khi chúng ta lấy tín hiệu từ trên mạng xuống thì chúng ta nghe bằng định dạng MP3 và MP4. Âm thanh nó thường nghèo nàn về nhạc tính, và đặc biệt là biên độ, cường độ của tín hiệu nó rất yếu, làm cho các thiết bị của chúng ta phải khá mệt mỏi khi phải vặn volume mạnh lên để nghe cho thỏa mãn đôi tai của chúng ta. Vậy để thưởng thức được âm thanh của nhạc mạng từ TV Internet xuống thì chúng ta cần phải có những thiết bị giải mã lọc để hỗ trợ cho vấn đề nhạc mạng, để cải tạo cái nguồn nhạc mạng cho âm thanh tốt lên. Quý vị có thể hình dung như một cái nguồn nước máy, nó chưa được trong, nó chưa được mạnh, thì chúng ta cần phải trang bị thêm bộ lọc và bộ xử lý nước, làm cho nguồn nước trong trẻo hơn, và từ đó chúng ta mới sử dụng được một cách tốt hơn. Thì hôm nay tôi sẽ làm một và kết nối để so sánh, để anh em có dịp so sánh giữa nhạc mạng lấy trực tiếp từ điện thoại hoặc TV Internet xuống và nhạc mạng được hỗ trợ qua các thiết bị như lọc âm thanh, như giải mã âm thanh. Xin mời quý vị và các bạn. Ở đây tôi đang kết nối một chiếc điện thoại thông minh đến một âm ly và tín hiệu được đưa trực tiếp ra loa. Đây là âm thanh anh em đang nghe được từ chiếc điện thoại thông minh này. Rất đơn giản, chỉ kết nối với một chiếc điện thoại thông minh là chúng ta đã có thể nghe, thưởng thức được âm nhạc rồi. Tuy nhiên âm thanh ở đây nó chỉ đạt ở mức tương đối chấp nhận được. Chúng ta đang nghe nhạc lấy từ điện thoại smartphone. Bây giờ tôi sẽ kết nối đến một TV Internet. Cơ bản thì anh em thấy nguồn nhạc từ điện thoại và từ máy tính cũng như TV Internet xuất ra với dạng cổng 3.5 có âm thanh, cường độ tín hiệu và chất lượng âm thanh tương đối như nhau. Xử lý làm cho âm thanh của TV Internet tốt hơn, chúng ta cần những thiết bị như giải mã âm thanh hoặc những thiết bị như lọc xì, equalizer. Những thiết bị giải mã âm thanh, những thiết bị đắt tiền như các dòng âm ly CD Denon S10 3 la mã hay S10 3 la mã Limit, thì
với giá trị lên đến hàng ngàn đô. Đương nhiên là cho âm thanh rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm qua một bộ giải mã tối giản. Tôi dùng từ tối giản là với phân khúc giá bình dân chỉ 500-700 ngàn. Tôi sẽ kết nối để chúng ta có dịp so sánh từ jack 3.5 đưa xuống âm ly trực tiếp, và thông qua bộ giải mã này thì tín hiệu được cải thiện như thế nào. Chúng ta đang nghe tín hiệu trực tiếp lấy từ TV Internet. Bây giờ tôi sẽ kết nối thông qua một bộ giải mã tối giản bình dân. Bây giờ tôi sẽ chuyển qua cái bộ giải mã tối giản này. Chuyển hai cái jack của bộ giải mã này xuống đây, sau đó rút cái jack phone 3.5 này ra. Đây là âm thanh của bộ giải mã Joyship của Trung Quốc. Chúng ta sẽ cùng nghe lại với jack 3.5. Quý vị thấy âm thanh ở đây khá nhỏ và nhạc tính không rõ ràng, các nhạc cụ ra rất mờ nhạt. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại một lần nữa. Tôi đưa nhạc của bộ giải mã này xuống. Ở đây chúng ta thấy âm thanh tốt hơn rất nhiều về cường độ âm thanh và về nhạc tính. Như vậy về cơ bản anh em thấy việc lấy nhạc thông qua jack 3.5 từ TV Internet xuống trực tiếp âm ly so với việc chúng ta đầu tư những cái bộ giải mã, tất nhiên là những bộ giải mã đắt tiền hàng ngàn đô thì âm thanh sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Và ở đây tôi chỉ so sánh việc chúng ta lấy tín hiệu từ jack 3.5 với việc kết nối với một bộ giải mã chỉ vài trăm ngàn thì âm thanh đã được cải thiện rất nhiều về biên độ, tức là độ mạnh của âm thanh, và về nhạc tính, tiếng bass, tiếng trung, tiếng chép rõ ràng, tách bạch hơn rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái thiết bị thứ hai để giúp cho nhạc mạng nó tốt hơn. Đó là một chiếc lọc xì Equalizer. Những chiếc lọc như thế này được bán rất nhiều trên thị trường, anh em có thể tìm mua.
Đây là một equalizer hàng của Mỹ. Nó có giá trị trên dưới 6 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe âm thanh của chiếc equalizer này. Nó đã hỗ trợ nhạc mạng của chúng ta ra sao? Đây là âm thanh có qua lọc. Và đây là âm thanh không qua lọc. Quý vị thấy âm thanh trực tiếp từ TV rất nhỏ, rất yếu ớt. Và khi chúng ta mở cái lọc lên thì tín hiệu nó rất mạnh và đặc biệt nhạc tính tốt hơn rất nhiều. Như vậy, trang bị cho hệ thống âm thanh của chúng ta một equalizer khi nghe nhạc mạng rất quan trọng. Tín hiệu được cải thiện hơn rất nhiều về tiếng bass, tiếng trung, tiếng chép, và đặc biệt biên độ của tín hiệu được đẩy lên rất mạnh. Tôi ước tính ít nhất nó phải đạt được mức độ 4-10. Có lọc thì âm thanh nó mạnh 10, không có lọc thì âm thanh nó chỉ 40% thôi. Đó là cái so sánh trực tiếp tại đây của tôi. Đây là có qua lọc. Và đây là âm thanh không qua lọc. Và bây giờ tôi sử dụng cả hai phương án luôn, tức là vừa dùng giải mã và vừa dùng equalizer để giúp cho tín hiệu mạnh hơn, tốt hơn. Tôi sẽ kết nối cái jack này vào đây. Tín hiệu đi qua, bỏ cái jack 3.5 này ra. Tín hiệu được lấy trực tiếp thông qua cổng quang, đi qua cái bộ giải mã cho xi này và kết nối đến một chiếc lọc, sau đó đến âm ly. Chúng ta sẽ cùng nghe thử một đoạn nhạc thông qua hai thiết bị giải mã, hai thiết bị hỗ trợ, một giải mã và một equalizer. Đây là âm thanh quý vị đang nghe thông qua giải mã và thông qua lọc âm thanh. Anh em thấy việc chúng ta dùng các thiết bị để hỗ trợ cho nhạc mạng rất quan trọng. Thứ nhất
đó là giải mã DAC. Nếu ở phân khúc bình dân, chúng ta chỉ cần mua một bộ giải mã chừng 5-700 ngàn thì đã cho âm thanh rất tốt rồi. Còn nếu có điều kiện, anh em hãy sắm cho mình những cái đầu giải mã của đàn ông, của Sony, của Tascam hay của các hãng như Marantz, thì những thiết bị đó là những thiết bị đắt tiền, có phân khúc từ 5 triệu đồng cho đến 20 đến 30 triệu đồng, có những thiết bị lên đến 3-40 triệu đồng. Thì đây là những thiết bị giải mã đắt tiền, giúp cho âm thanh của chúng ta tốt hơn rất nhiều. Còn đối với bình dân, chúng ta đầu tư những bộ giải mã như Choice này chỉ có vài trăm ngàn đồng, thì chúng ta đưa nhạc trực tiếp từ jack 3.5 xuống âm ly thì tín hiệu nó rất yếu, làm cho âm ly của chúng ta hoạt động rất là mệt mỏi. Tôi nói ví dụ như để đạt được cường độ nghe đã tai thì volume của chúng ta đưa lên đến 11 giờ. Còn khi đưa qua các thiết bị hỗ trợ thì volume của chúng ta chỉ cần đưa đến 9 giờ thì âm thanh đã mạnh mẽ giống như chúng ta đưa đến 11-12 giờ. Như vậy âm ly của chúng ta hoạt động nhàn hơn, ít bị hư hỏng hơn và ít sinh nhiệt nóng hơn. Điều này rất tốt cho các thiết bị âm ly nghe nhạc và âm ly karaoke cũng như các thiết bị hát karaoke. Với những bộ giải mã như thế này chỉ sử dụng cho TV Ethernet bởi nó hoạt động với dạng cổng quang optical. Còn đối với lọc âm thanh thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp từ TV Ethernet hoặc chúng ta có thể sử dụng thông qua các thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng, vân vân. Những thiết bị đó là những cổng xuất ra bằng audio dạng analog, lọc âm thanh có thể xử lý được. Còn dạng cổng cáp quang optical của TV thì chúng ta cần có những thiết bị như các dòng đầu giải mã hay các hộp giải mã tối giản. Như vậy nó mới xử lý được tín hiệu dạng ánh sáng quang hay còn gọi là optical. Một vài chia sẻ về vấn đề nhạc mạng để anh em thấy rằng việc chúng ta dùng các thiết bị như bộ giải mã, như lọc xì, lọc âm thanh equalizer để hỗ trợ cho chiếc TV Ethernet hoặc cho những các điện thoại máy tính rất quan trọng. Và tôi nghĩ là những thiết bị này không thể thiếu đối với các anh em chơi nhạc mạng. Đó là các ý kiến chia sẻ của Tiến Dũng Audio. Và bây giờ tôi xin kết thúc clip ở đây. Xin mời quý vị và các bạn hãy comment những dòng suy nghĩ của mình ở dưới video này để chúng ta có một sân chơi hữu ích, bổ ích về audio. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới để nhận các thông báo mới nhất về các video clip test âm thanh, các clip giới thiệu sản phẩm và đặc biệt là các clip hướng dẫn chia sẻ về kỹ thuật như clip ngày hôm nay. Thì Dũng xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt.